Kính thưa các bạn, đã quay trở về với kênh YouTube Hoa Kiển Hùng Thi. Hôm nay Hùng Thi giới thiệu cho bạn một cái sản phẩm, đó là cây đào tiên. Thưa các bạn, cây đào tiên này chúng ta mua về trồng ở nhà thì nó sẽ ra những cái trái giống như những rất là đẹp. Trái nó to, bạn biết không? Trái nó to như thế này nè. Đó, có trái này nó to, bạn thấy không? Ồ, nó bự ghê. Đó, thì cây đào tiên này mình cung cấp cái trái nha các bạn. Mình bán cho bạn cái trái già, các bạn mua về các bạn gieo là nó sẽ lên cái cây đào tiên này nha. Ai mua để lại số điện thoại cho mình sẽ hái những cái trái già thế này nè. Đây nè, mình cái trái vàng vàng thế này nha. Đó, những trái này là nó già, mình sẽ bán cho bạn cái trái này. Về bạn lấy cái hộp ra, rửa sạch, phơi khô, gieo nó sẽ lên cây con, chúng ta trồng nó ra cây đầu tiên thế này nha. Đó, thấy rất là đẹp luôn. Rồi các bạn, ai mua điện cho mình ngay, cây đầu tiên mình bán nha. Đấy, điện cho mình ngay số điện thoại 0918708965 hoặc 02773761973. Cây này mình đang trồng ở nhà mình đây quý vị. Đây, đó, cây đầu tiên nha. Còn nếu ai muốn mua nhánh mình có luôn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha.